Ngày hôm nay, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thực hiện công tác nhân sự với đa số phiếu đại biểu tán thành. Vào sáng ngày 21 tháng 10, thì Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể. Ông Thể chính thức rời ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sau 5 năm đảm nhiệm để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Và vào chiều nay, thì Quốc hội đã tiến hành nội dung bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Phóng viên Mạc Long thông tin trực tiếp từ Trung tâm Báo chí của kỳ họp. Xin mời anh Mạc Long ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Vân Trang. Cách đây ít phút, thì Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy, Quốc hội đồng ý bầu ông Ngô Văn Tuấn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Đại biểu Quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ với 459 trên 461 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 92,17% tổng số đại biểu Quốc hội. Đối với việc bỏ phiếu phê chuẩn hai thành viên chính phủ, kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy Quốc hội đồng ý phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Đại biểu Quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm với 434 trên 458 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 87,15% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Theo đó, có 434 trên 458 đại biểu tán thành, chiếm 87,15 tổng số đại biểu Quốc hội. Ngay sau đó, thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa cho ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương. Chức danh này mới được Bộ Chính trị điều động cho ông Thể về ngay đầu giờ chiều nay. Và cũng tặng hoa cho tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn, tân Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Xin trở lại trường quay. Vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin vừa rồi của anh Mạc Long. Thưa quý vị và các bạn, trước khi được bổ nhiệm chính thức thì vào ngày 15 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho bà Đào Hồng Lan sau hơn một tháng Bộ Y tế chống ghế Bộ trưởng, kể từ khi cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị tạm giam để điều tra vào hồi đầu tháng 6. Bộ trưởng Đào Hồng Lan là trường hợp đặc biệt nhất từ trước đến nay giữ vị trí người đứng đầu Bộ Y tế. Bà là người đứng đầu Bộ Y tế duy nhất trong số 14 Bộ trưởng Bộ Y tế kể từ năm 1945 cho đến nay, không phải là bác sĩ hay dược sĩ. Bà Đào Hồng Lan, sinh năm 1971, quê quán xã Tam Kỳ, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương. Bà Lan tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1993, có bằng thạc sĩ kinh tế, trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, bà Lan đã kinh qua nhiều vị trí tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội như Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách, Chánh Văn phòng Bộ và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vào năm 2014. Tháng 3 năm 2018, bà về công tác tại tỉnh Bắc Ninh, tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20 vào tháng 9 năm 2020, bà Đào Hồng Lan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 15 tháng 7 năm 2022, bà Đào Hồng Lan được giao giữ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Và sau hơn 3 tháng giữ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày hôm nay, 21 tháng 10 năm 2022, bà Lan chính thức được Quốc hội thông qua và bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế. Còn nhớ khi được Thủ tướng giao nhiệm vụ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế vào hồi tháng 7, bà Đào Hồng Lan đã chia sẻ sự tin tưởng rằng sau cơn mưa, trời lại sáng, ngành y tế sẽ tiếp tục lấy lại vị thế trong quá trình phát triển kinh tế xã hội chung của cả nước. Để thực hiện được mục tiêu này, có nhiều nút thắt đang chờ bà Đào Hồng Lan tháo gỡ. Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 Hà Nam, hai công trình với nguồn vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, nhưng đã trở thành công trình chậm tiến độ, nổi cộm của ngành y tế, được đánh giá là gây lãng phí nhất trong gần 10 năm qua. Không phải chỉ có người dân, mà các cán bộ y tế, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, chúng tôi cũng rất là mong chờ hai cái dự án này hoàn thiện để đưa vào sử dụng nhằm mục đích là phát huy hơn nữa cái vai trò
trách nhiệm của các cái bệnh viện tuyến trung ương trong công tác khám chữa bệnh, đảm bảo cái chất lượng phục vụ người dân. Phải nói là rất là băn khoăn chăn trở với hai cái bệnh viện này, từng ngày từng giờ đi qua nhân dân nhìn vô cùng lãng phí. Có lẽ là nếu mà chúng ta phải thay đổi cái quan điểm, thay đổi cái cách thực hiện bây giờ như thế nào, chứ bây giờ chúng ta cứ nêu ra báo cáo với cử tri là do chưa ứng nghiệm, do là cái được mới giao cái lần đầu cái dự án lớn, thì có phải chăng như thế là cái việc lựa chọn của chúng ta là chưa đủ tầm để làm được cái này. Và không chỉ có hai công trình này, theo báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 của Đoàn Giám sát Quốc hội mới đây cũng chỉ ra, giai đoạn 2016-2021, việc đầu tư các dự án bệnh viện nói chung còn nhiều tồn tại, thất thoát, lãng phí và không hiệu quả. Và Bộ Y tế luôn đứng top đầu các bộ ngành địa phương chậm giải vốn đầu tư công. Bộ Y tế cũng chậm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc để xử lý các vướng mắc về cơ chế điều chỉnh hợp đồng của hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, dẫn đến cái tỷ lệ giải ngân cũng thấp và tồn đọng vốn lớn kéo dài. Báo cáo của Đoàn Giám sát Quốc hội cũng nhấn mạnh việc đấu thầu mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế, quản lý khai thác trang thiết bị y tế, đầu tư các dự án bệnh viện, cơ sở y tế còn nhiều tồn tại hạn chế, tình trạng thổi giá thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế chưa được xử lý kịp thời. Nhiều trang thiết bị hiện đại đắp chiếu nhiều năm tại một số cơ sở y tế. Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài, đòi hỏi Bộ trưởng Bộ Y tế phải bắt đúng bệnh và đưa ra phương thuốc điều trị dứt điểm, nhanh chóng, kịp thời, không để ảnh hưởng tới chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bác sĩ hiện nay đang phải làm các biện pháp rất là tối thiểu để giúp cho bệnh nhân, hiệu quả rất là hạn chế, rất cần cấu thuốc giải độc hiệu quả để thải arsen cho bệnh nhân. Rồi hay thì tuần trước chúng tôi có bệnh nhân người Lào tổn thương não do thủy ngân, ngộ độc thủy ngân rất là nặng, mà thuốc giải độc mà rất đơn giản và chúng ta đang có không thể tới được não để giúp cho bệnh nhân và hiệu quả chắc chắn sẽ rất là kém, bệnh nhân chắc chắn có tiên lượng rất xấu với cái não. Rồi bệnh nhân ngộ độc cồn công nghiệp methanol đến nay thiếu thuốc giải độc để cứu mạng, để bảo vệ não, bảo vệ gan, rất nhiều các thuốc giải độc khác này đều rất thiếu. Chính thức nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan cũng phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân lực đang ngày càng căng thẳng ở các bệnh viện công. Theo đó, trong vòng chưa đầy 2 năm qua, đã có gần 10.000 nhân viên y tế thuộc quản lý của Sở Y tế các tỉnh, thành phố và thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế nghỉ việc, tạo ra một khoảng trống lớn cho nguồn nhân lực của ngành. Cùng với những nút thắt khác, áp lực với bà Đào Hồng Lan càng nặng nề hơn bởi bà là một trong những trường hợp hiếm hoi không xuất phát từ ngành y. Với một cái đặc thù là người không phải xuất phát từ ngành y, thì chúng tôi cũng nhìn thấy những cái khối lượng công việc và những cái điểm mà có thể nói đối với tôi đều rất là mới mẻ. Tuy nhiên thì trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân và thực hiện sự phân công một cách nghiêm túc, rà soát lại các công việc, lựa chọn những vấn đề then chốt trước mắt để tập trung tháo gỡ. Và bên cạnh đó thì cũng rà soát các cái định hướng phát triển lâu dài của ngành, trong đó có về mặt luật pháp, về cơ chế chính sách, về đội ngũ cán bộ, để một mục đích cuối cùng đó là chúng ta có một hệ thống y tế vững chắc và phát triển toàn diện để chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe của nhân dân. Những ngày đầu nhận cương vị quản lý ở Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan tin tưởng sau cơn mưa trời lại sáng. Niềm tin đó sẽ cần có thêm những động lực, đặc biệt là từ tinh thần đoàn kết của các thế hệ y bác sĩ, nhân viên ngành y tế mới có thể tạo ra được chuyển biến đột phá như kỳ vọng.